Xin kính chào quý vị, vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Việt Build sức khỏe tâm lý gia đình và cộng đồng của Đài Lý Đô Sài Gòn TV 57.7. Hôm nay chúng tôi rất là vui đến cùng chia sẻ với quý vị về thứ nhất là về khóa học chúng tôi đang rất là hăng hái muốn muốn làm vào tháng Giêng năm 2018. Thì để lần cuối cùng xin quý vị ghi xuống số điện thoại và email để quý vị ghi danh là số phone và email trên màn ảnh 949-436-9355 tâmbệnh2017@gmail.com và liên lạc là chị Anh Đào, chị hội trưởng. Hạn chót ghi danh là ngày Chủ nhật 17 tháng 12 2017, là chúng ta còn khoảng chừng 2 tháng để chúng ta ghi danh. Xin quý vị nào mà coi TV mà mình không có nhu cầu để cần cái này, mà quý vị biết là bạn mình cần, mà bà con mình cần, xin quý vị chuyển cái này đến cho họ, dùng cho chúng tôi để mà họ có thể ghi danh với hội càng sớm càng tốt. Quý vị học viên nào đã học rồi mà muốn ghi danh, xin cũng gọi cho chị Anh Đào để mà giữ chỗ trước. Nếu mà lớp học còn chỗ, chúng tôi rất là vui lòng mời quý vị đến lại với chúng tôi để mà học thêm. Như bác sĩ Xuyên có nói, nhiều khi phải học tới mấy lần mới thấm. Một lần nhiều khi mình hiểu sơ sơ, chưa có, nó vô máu lắm. Nhiều khi là phải 2 lần nữa, 3 lần nữa gì đó, rồi mình mới thật sự là hiểu được là cái hành trình mình đang đi qua nó như thế nào. Bây giờ đó thì Peter muốn chắc mình nói một chút xíu về những cái myth, là những cái gọi là suy nghĩ sai về tâm bệnh. Tại vì cái này là hầu như là nếu mình học không học ai cũng có nhiều suy nghĩ không có đúng đâu về về tâm bệnh, thì cũng không trách được tại người ta không có biết. Đúng rồi. Đó thì thí dụ một cái suy nghĩ sai mà cái câu là tâm bệnh là một loại bệnh gì, thì có thể nhiều người sẽ nói là hiếm hoi hoặc là rất khó chữa. Nhiều khi nói tại cá tính kém cỏi của người bệnh gây nên thôi. Hoặc là những cái nặng hơn là nói là điên, khùng và khó trị. Và những điều này không chính xác. Quý vị đi học đến cái lớp này, quý vị sẽ thấy, sẽ hiểu rõ hơn lý do tại sao nó không chính xác. Và cũng có thể có nhiều người cho rằng là tâm bệnh cái nguyên nhân là do hậu quả làm việc xấu của gia đình gây nên, hoặc là do sự yếu kém trong cá tính, hoặc là không bình thường của người có bệnh, hoặc là có nhiều khi có người còn nghĩ là do ma quỷ tạo nên nữa. Thì với những cái suy nghĩ hiểu sai như vậy á, thì quý vị đến, quý vị sẽ thấy rõ hơn chính xác nó là như thế nào. Và những suy nghĩ như này là những suy nghĩ hoàn toàn không chính xác. Hoặc là quý vị có thể đến tìm hiểu đến là những người mà cái thuốc chữa tâm bệnh nó có thể làm gì. Và có nhiều người còn nghĩ rằng uống thuốc là còn bệnh hơn nữa. Thì có đúng hay không? Và tại sao lại người ta lại có những cái ấn tượng như vậy? Các dịch vụ chữa trị tâm bệnh hiện nay là như thế nào, ở đâu? Hoặc là cái người mà có tâm bệnh đó, thì là cái người đó như thế nào? Có nhiều người nghĩ rằng người đó không biết gì hết, hoặc là không có khả năng tự lo cho bản thân, hoặc là không có khả năng biết lo cho người khác, hoặc là rất là cái là bất lực, vô dụng. Điều đó có đúng hay không? Thì ở trong cái buổi học là chúng tôi có cho quý vị biết những bao nhiêu người mà rất là nổi tiếng trên thế giới, kể cả những tổng thống của Hoa Kỳ, và những người mà đóng góp có giải Nobel Hòa Bình trên thế giới mà họ có tâm bệnh thì như thế nào. Thì quý vị sẽ có dịp để mà tìm hiểu thêm. Và vấn đề săn sóc người có tâm bệnh, thì đó là cái chương trình mình sẽ có, nó có rất nhiều ha, mỗi một lớp như vậy nó có rất nhiều những tin tức. Và quý vị có thì giờ để chia sẻ rồi thổ lộ tâm tình của mình, có những nơi phải nói là để mình xả cái căng thẳng và cái khổ ải của mình nữa. Thành ra là nó phải nói rất là chữa lành. Những cái lớp học này không phải chỉ kiến thức không, mà nó còn chữa lành cho tâm hồn, và nó đem cho mình một cái hành trang đi về mà mình sẽ cảm thấy có bình an hơn. Nhiều quý vị vô học xong rồi có thêm những chắc cái là bạn mới, những người mà cũng cùng cảnh ngộ, rồi kết bạn với nhau, rồi hỗ trợ tiếp cho nhau. Cũng như vậy, thật sự ra chị Anh Đào là một người có thể chia sẻ cái kinh nghiệm này, là tại trước khi chị cũng là một người có người thân có tâm bệnh, và chắc chắn là trước khi chị học chị cũng có một số ấn tượng như thế nào về tâm bệnh, và sau khi chị học chắc chắn là có những suy nghĩ khác. Thì xin chị chia sẻ một chút xíu cho quý vị nghe cái hai kinh nghiệm khác nhau đó. Có lẽ cái kinh nghiệm nhiều nhất mà tôi nhận thấy được từ lớp học, rằng sự chia sẻ của mọi người rằng trước khi tới lớp học tôi cảm thấy tôi đau khổ quá chừng, có nghĩa là cuộc đời tôi sao khổ thế này. Và khi rời khỏi lớp học, họ nhìn thấy rằng hình như có nhiều người khổ hơn mình nữa. Có nghĩa là chúng ta bước ra ngoài, chúng ta mới thấy rằng cả thế giới này rất nhiều người đau khổ, không phải chỉ riêng chúng ta.
mà chúng ta chỉ nhìn chính mình thôi, để rồi chỉ thấy rằng và còm lên và đau khổ và đủ chuyện và dằn vặt chính chúng mình. Chúng ta thật sự làm khổ chính mình, và rồi mình làm khổ cả người thân của mình, những người bên cạnh của mình. Mà theo kinh nghiệm của tôi thì nếu một ngày nào đó chúng ta học được 14 tuần lễ, chúng ta bắt đầu biết chấp nhận. Chấp nhận cái đau của mình, chấp nhận cái đau của người thân mình và chấp nhận cái đau của cả thế giới này. Mọi người đều có một cái gánh vác, một cái sự gánh vác rất là đau khổ khác nhau. Không ai khổ hơn ai và không ai sung sướng hơn ai. Thành ra khi đến lớp học này, quý vị sẽ thấy rằng là chúng ta không phải là người cô đơn. Rất nhiều người bên cạnh chúng ta cũng giống như chúng ta vậy. Chỉ vì họ không can đảm như chúng ta, không dám nói, và chúng ta cứ tiếp tục giấu kín, đến một lúc nào chúng ta sẽ là người ngã quỵ. Thành ra quý vị cố đến đi, vì chia sẻ thì chắc chắn cả ngày vẫn không hết sự chia sẻ đâu. Cho nên đến để mà nhìn thấy được cái đau và cùng nhau tiếp sức với nhau, cùng nắm tay nhau và tiếp tục con đường chúng ta đang làm. Và có nhiều người nói 14 cái thứ bảy của tôi rất là quan trọng đó, mà 14 cái thứ bảy sao tôi có thể đi theo được. Mà thưa quý vị là có những quý vị là đi đến hấp dẫn quá, hay quá, rồi là đến mỗi thứ bảy, xong rồi sao học xong rồi còn muốn trở lại nữa. Thì nói như vậy để quý vị biết là dù là 14 thứ bảy, mỗi một thứ bảy vì chỉ có 3 tiếng của quý vị thôi, nhưng mà đây là những cái thời gian vô cùng quý báu cho sức khỏe của người thân quý vị và sức khỏe của chính quý vị nữa. Thành ra là đây hoàn dịch vụ này hoàn toàn miễn phí, thành ra là rất là chúng tôi quý vị nhìn thấy vị. Nè, bác sĩ Đông Xuyến chúng tôi nè, làm sao nói chuyện được bác sĩ một giờ tiếng, chỉ khi nào tới lớp học thôi. Quý vị tha hồ mà nói chuyện với bác sĩ, ai ngồi với bác sĩ là 3 tiếng đồng hồ, mỗi tuần lấy 3 tiếng, bác sĩ nào mà rảnh cho quý vị vậy? Chỉ có bác sĩ Đông Xuyến thôi. Không còn mấy bác, không còn có những người chuyên khoa chuyên môn khác, cũng mỗi một lớp là một người khác nhau. Ngài nói vậy tưởng người ta tưởng cứ công mình kệ ta chạy hết á. Dạ phải nói đâu. Dạ rồi. Có mỗi, dạ có nhiều người trong trong ngành đến mỗi một buổi như vậy là một người khác nhau. Dạ. Dạ và quý vị sẽ được một tuần nghỉ ăn Tết. Chúng tôi sẽ không có, mình sẽ không có lớp ngày Tết, tuần Tết đó. Cho nên là được xa hơi một tuần thì mình cũng ăn Tết luôn. Mọi người cũng cũng vui với nhau. Thì quý vị 14 tuần mình nghe mà chết nó qua nhanh lắm. Năm nay là đặc biệt là chúng tôi cố ý làm hai khóa trong một năm. Thông thường là chỉ có một khóa mà thôi. Nhưng mà khi đã làm hai khóa liên tục mà thấy nó qua rất là nhanh. Mới đầu mình nghe rất là thấy nó dài, nhưng mà mình cứ làm nó qua nhanh lắm. Nhiều khi mình thấy sao nó nhanh quá vậy, khi mình chưa có ready để mình đóng cái bế giảng cái lớp nữa. Mình nhớ là có lớp khóa vừa rồi có một cái cô đó ở cách cách ở đây 2-3 tiếng hả? 2 tiếng hay bao nhiêu đó mà lái xe. Mà cô cũng lớn tuổi rồi mà cô lái xe tới hàng tuần. Mình có hai người học viên, đặc biệt là cái khóa chính là một người ở Big Bear. Là đến đó đến chúng tôi mỗi tuần không nghỉ. Rồi tuần mới vừa khóa 10 là cái cô này ở thành phố hình như là Van Nuys. Cái lái xe cũng phải ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Mà nhớ là như cô Big Bear của còn mang quà đến cho mình. Dạ, mang táo rồi để chia sẻ nữa. Dạ, rất là dễ thương. Dạ. Cho quý vị thấy là khi mà mình thấy là mình thấy cái sự cần thiết là mình sẽ cố gắng mình đi, mình sẽ hy sinh. Và Peter lúc nào cũng khen ngợi những người thân là mình là những người anh hùng. Mình làm sự chăm sóc này là nói chung hết là không có lương gì hết. Cần sự can đảm, yêu thương gọi là vô điều kiện. Cho nên quý vị đang làm những cái chuyện đó rồi đó, chứ không phải là không làm đâu. Chúng tôi chỉ là cho quý vị những cái thông tin nhỏ nhỏ để quý vị làm tốt hơn thôi. Chứ thật sự không, chúng tôi không có làm được cái gì hơn nữa. Cho nên đó là quý vị đã là những người anh hùng, là những người đang làm những cái chuyện cao cả rồi. Không có ai, bao nhiêu người muốn làm, mà quý vị đang chịu làm là chúng tôi chỉ có thể khen ngợi thôi. Yeah. Và kiến thức là sức mạnh tinh thần cho quý vị. Khi quý vị đến các cái lớp học này, quý vị sẽ được rất nhiều những kiến thức phổ thông mà khi mà có nhiều người chuyên môn họ đến, họ cho những cái kiến thức phổ thông đó thì nó còn hơn là mình chỉ ngồi nghe một người, đúng không? Thành ra là cái kiến thức đó rất là rộng, và quý vị có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào, thành ra là hoàn toàn miễn phí luôn, thành ra là một cái cơ hội rất là quý báu. Thì chúng tôi cũng hết giờ, thì rất là mong xin gặp được quý vị, nhất là đặc biệt những quý vị nào mà chưa đến biết với hội trong khóa 11 sắp tới, xin quý vị gọi với lại danh chị Anh Đào càng sớm càng tốt. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục nói về lớp học này trong những tháng kế tiếp. Dạ. Để quý vị có cơ hội để mà coi lại và ghi danh. Đúng rồi, và lớp học về tâm bệnh. Dạ. Và săn sóc người có tâm bệnh. Đúng rồi.
Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã nãy giờ theo dõi chúng tôi trong chương trình tháng này. Một lần nữa Peter, anh Đào, chúng tôi Đông Xuyến xin kính chào quý vị.